Tổng thống Belarus, Nga tập trung 10.000 binh sĩ đối phó với Wagner. Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine đang tiến lên ở mọi hướng. Xe tăng Nga khai hỏa, bắn cháy cùng lúc 2 xe bọc thép Ukraine. Tổng thống Putin ca ngợi quân đội Nga ngăn chặn nội chiến. Wagner bàn giao vũ khí hạng nặng cho Nga. Kính chào quý vị, tôi là Hoàng Long của Tiêu điểm Quốc tế trên VTC News. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga đã tập trung khoảng 10.000 binh sĩ để đẩy lùi cuộc nổi loạn của công ty quân sự tư nhân Wagner vào tuần trước, đồng thời tiết lộ Belarus cũng sẵn sàng gửi lực lượng tới Nga. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga đã tập trung khoảng 10.000 binh sĩ để đẩy lùi cuộc hành quân của công ty quân sự tư nhân Wagner vào Moscow. Theo ông Lukashenko, Nga sẽ thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ nổi loạn, nhưng điều đó có thể dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng. Vì vậy, giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu. Ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cập nhật tình hình về nổi loạn của lực lượng Wagner cho ông một cách chi tiết. Sau đó, nhà lãnh đạo Belarus đề nghị giúp đỡ với việc đứng ra đóng vai trò trung gian hòa giải. Ông Lukashenko cho hay, điều nguy hiểm nhất không phải là tình hình nổi loạn mà là những hậu quả tiềm ẩn từ hành động của nhóm Wagner. Tổng thống Lukashenko cho biết Tổng thống Putin đã nói với ông rằng thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin từ chối nói chuyện với mọi người và nỗ lực đàm phán với ông ta sẽ là vô ích. Tuy nhiên, ông Lukashenko dường như đã thiết lập được kênh liên lạc với chùm Wagner nhờ sự giúp đỡ của cơ quan an ninh Liên bang Nga. Sau khi kết nối được với người đứng đầu Wagner, Tổng thống Lukashenko kể ông Prigozhin ở trong trạng thái hoàn toàn hưng phấn trong 30 phút đầu tiên nói chuyện. Theo ông Lukashenko, các chỉ huy của tập đoàn Wagner thất vọng trước những tổn thất trên chiến trường ở Ukraine. Điều đó ảnh hưởng nặng nề đến chùm Prigozhin. Trong cuộc binh biến, ông Prigozhin tuyên bố chỉ đòi hỏi công lý khi kêu gọi loại bỏ các tướng lĩnh Nga. Trong cuộc nói chuyện giữa nhà lãnh đạo Belarus và thủ lĩnh Wagner, Tổng thống Lukashenko cảnh báo Prigozhin rằng ông ta sẽ gánh hậu quả nặng nề nếu ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục hành quân đến Moscow. Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng nước này sẵn sàng triển khai một lữ đoàn quân sự tới Moscow để bảo vệ thủ đô Nga nếu cần. Ông cũng thừa nhận những lo ngại về tình trạng bất ổn có thể tràn ra khỏi nước Nga và tiếp theo sẽ là Belarus. Thưa quý vị, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã ra lệnh đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện khi Nga xảy ra binh biến. Như hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin, ông Lukashenko đã có một ngày căng thẳng vào hôm 24 tháng 6 với nhiều cuộc họp cùng các quan chức an ninh, quốc phòng và thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, ông Lukashenko còn điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đàm phán với ông Prigozhin. Những hành động này kéo dài cả ngày, cuối cùng đã tìm ra cách để xoa dịu tình hình bằng thỏa thuận đạt được giữa Điện Kremlin và Wagner mà theo đó ông Prigozhin được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này. Theo hãng tin AFP của Pháp, thời điểm mà ông Lukashenko đưa ra mệnh lệnh trên là lúc thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đang tiến hành binh biến ở Nga, nước láng giềng của Belarus. Sau đó, ông Lukashenko lại là người đứng ra hòa giải, thương lượng để chấm dứt cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Wagner. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto, trả lời báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Joko Widodo hôm 26 tháng 6 rằng nước này sẵn sàng trở thành bên trung gian hòa giải để hỗ trợ nỗ lực giải quyết cuộc xung đột vũ trang đang căng thẳng giữa Ukraine và Nga. Bộ trưởng Prabowo khẳng định Indonesia tiếp tục quan tâm sát sao đến tình hình toàn cầu, trong đó có diễn biến nhanh chóng trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông cũng nhấn mạnh Indonesia sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột nếu được sự đồng ý của cả hai bên và nỗ lực đưa ra các đề xuất khả thi. Ông Prabowo Subianto nói rằng, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quy định quốc tế, chính sách đối ngoại luôn rất rõ ràng. Chúng tôi cố gắng duy trì mối quan hệ hữu nghị với tất cả các bên và nỗ lực trở thành bên hòa giải. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tiết lộ thêm, ông đang lên kế hoạch đệ trình một báo cáo chi tiết lên Tổng thống về tình hình xung đột hiện nay tại Ukraine. Tổng thống Indonesia đã lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng về những việc cần làm liên quan đến tình hình toàn cầu hiện nay. Bộ trưởng Subianto khẳng định, ngài Tổng thống đã vạch ra một số chỉ thị và chúng tôi sẽ thực hiện. Dù Indonesia có vị trí khá xa với Nga và Ukraine, cùng với các thủ tục phức tạp phát sinh nếu tổ chức đàm phán tại đây, giới học giả nước này lâu nay đều khẳng định
chính phủ Indonesia có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đang rơi vào bế tắc. Nói về vấn đề đàm phán hòa bình với Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết để đàm phán cần có những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách Nga vẫn chưa thấy những dấu hiệu đó. Ông Dmitry Peskov cũng bác bỏ thông tin nói rằng Nga và Ukraine có thể mở cuộc đàm phán vào tháng 7 tới. Ông Peskov cũng khẳng định lại lập trường của Nga rằng bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến các thực tế mới, bao gồm cả 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga. Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có tiến triển nào do bất đồng về nhiều vấn đề. Cho đến nay, Ukraine vẫn khẳng định sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi những người lính cuối cùng của Nga rời khỏi nước này. Thưa quý vị, Nhật báo The Guardian dẫn nguồn tin từ các kênh Telegram thân Nga cho rằng quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Dachi đối diện thành phố Kherson và khu vực gần cầu Antonovsky đã bị phá hủy. Theo đó, các lực lượng Ukraine đã được cho là vượt qua sông Dnieper và giành lại một số lãnh thổ ở Kherson. Chưa có bình luận chính thức nào từ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine, nhưng các báo cáo gần nhất cho biết các đơn vị Ukraine đang tìm cách khai thác những điểm yếu mới trong vị trí phòng thủ của Nga sau vụ vỡ đập Kakhovka hồi đầu tháng 6. Vụ nổ làm vỡ đập Kakhovka mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau gây ra đã phá hủy nhiều vị trí tiền tuyến của Nga. Quân đội Nga gần đây đã di rời lực lượng từ tả ngạn tỉnh Kherson đến vùng Zaporizhia, nơi Ukraine đang tìm cách tiến công. Chuyên gia Sasha Kost cho hay, trong tuần trước, hoạt động của đối phương Ukraine ở Dnieper, khu vực cầu Antonovsky, đã gia tăng một cách bất thường. Dường như Ukraine đã cố thủ ở tả ngạn tỉnh Kherson và đang cố gắng mở rộng vị trí. Một số nhà phân tích cho rằng quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn một số khu vực gần Oleski, thị trấn ở tả ngạn sông Dnieper, nơi đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau vụ vỡ đập Kakhovka. Vụ vỡ đập Kakhovka đã khiến việc vượt qua sông Dnieper trở nên dễ dàng hơn sau khi mực nước rút để lại những khu vực đầy cát. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết quân đội nước này đã giải phóng làng Rybnopil thuộc tỉnh Donetsk. Điều này xảy ra ngay sau cuộc nổi dậy vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần qua. Kể từ khi tuyên bố bắt đầu phản công vào ngày 5 tháng 6, Ukraine đến nay đạt được tiến bộ rất khiêm tốn. Bà Malia cho biết Ukraine đã tiến công thành công theo nhiều hướng, với việc Kiev đã giành lại 130 km vuông lãnh thổ, bao gồm 17 km vuông trước đó. Rybnopil là khu định cư thứ 9 Ukraine giành lại được trong cuộc phản công. Bà Malia viết trên Telegram rằng các lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát Rybnopil, chúng tôi đang tiến về phía trước. Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovva cho biết mục tiêu cuối cùng của chiến dịch phản công của Ukraine là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia Nga sẽ nhận bàn giao vũ khí hạng nặng từ công ty quân sự tư nhân Wagner. Tuyên bố này được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên phương tiện truyền thông nước này hôm 27 tháng 6. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về quá trình chuyển giao vũ khí. Tập đoàn Wagner hiện có nhiều vũ khí tương tự các lực lượng quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Một số vũ khí loại này được Wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vào cuối tuần trước. Wagner phát động cuộc nổi loạn lớn ở Nga chỉ trong một đêm, giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm quân sự và hành chính ở thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov vào sáng ngày 24 tháng 6, kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam Nga. Wagner sau đó tiến vào thành phố Voronezh và Lipetsk, khiến Nga mở chiến dịch chống tại đây để đối phó. Ông Prigozhin cho hay lực lượng Wagner có lúc cách thủ đô của Nga khoảng 200 km. Tuy nhiên, thủ lĩnh Wagner sau đó xác nhận hủy lệnh tiến về Moscow. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Belarus cho hay ông Alexander Lukashenko đã đàm phán thành công với trùm Prigozhin. Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Belarus nêu rõ Yevgeny Prigozhin đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Alexander Lukashenko về việc ngăn chặn cuộc nổi loạn lực lượng Wagner và thực hiện các bước tiếp theo để giảm căng thẳng giữa hai bên. Điện Kremlin cũng tiết lộ chi tiết thỏa thuận với Wagner. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các binh sĩ Wagner sẽ không bị truy cứu khi tính đến những nỗ lực của họ trên tuyến đầu của cuộc xung đột Ukraine. Ông Peskov giải thích Tổng thống Vladimir Putin luôn tôn trọng thành tích của họ. Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU tại Luxembourg, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna
cho biết châu Âu vẫn chưa làm rõ được động cơ nổi loạn của lực lượng Wagner. Vụ việc của nhóm Wagner cũng đặt ra những nguy cơ an ninh đối với các thành viên EU. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Lambergis bày tỏ lo ngại việc nhóm Wagner chỉ mất nửa ngày hành quân đã có thể cách thủ đô Moscow của Nga 200 km thì cũng có thể làm điều tương tự để xuất hiện tại biên giới Litva và các nước Baltic sau khi người đứng đầu nhóm này là Yevgeny Prigozhin được Belarus cho phép cư trú. Ông Gabrielius Lambergis đã yêu cầu các đồng minh châu Âu tăng cường an ninh tại sườn đông châu Âu, nhất là tại các thành viên có chung đường biên giới với Nga và Belarus. Đức hôm qua tuyên bố sẵn sàng nâng quân số thường trực tại Litva lên 5.000 nếu Litva đáp ứng được các điều kiện về cơ sở hạ tầng, doanh trại, khu huấn luyện và kho hậu cần. Trong khi đó, cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho rằng sự kiện nhóm Wagner nổi loạn sẽ phần nào sẽ tác động tiêu cực đến tình hình nước Nga, nhưng cũng cảnh báo các nguy cơ đối với châu Âu. Ngoại trưởng các nước EU thống nhất duy trì hỗ trợ cho Ukraine và nhất trí bổ sung thêm 3,5 tỷ euro cho Quỹ Cơ chế Hòa bình châu Âu. Dự kiến phần lớn số tiền này sẽ được dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh sự đoàn kết và thống nhất của nước Nga nhằm tránh đổ máu và ổn định tình hình sau cuộc nổi loạn bất thành của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay từ đầu, các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện để tránh đổ máu. Ông đánh giá cao lòng dũng cảm của các quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật, đồng thời cam kết thực hiện lời hứa với các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Sự đoàn kết mà toàn thể người dân Nga đã thể hiện cho thấy bất kỳ nỗ lực nào hòng gây bất ổn nội bộ đều sẽ thất bại. Chúng ta đã chứng kiến sự củng cố lớn nhất của xã hội, quyền hành pháp và lập pháp ở tất cả các cấp. Toàn bộ xã hội Nga, từ các tổ chức công cộng, tôn giáo, các đảng chính trị hàng đầu đã cho thấy sự ủng hộ vững chắc đối với trật tự hiến pháp. Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga cũng cảm ơn các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo đó, những người này có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus. Phần lớn các thành viên của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước. Do đó, ngay từ khi nổ ra các biến cố, theo chỉ thị trực tiếp của tôi, các bước đã được thực hiện để tránh đổ máu. Trước đó cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, cũng có phát biểu đầu tiên sau cuộc nổi loạn bất thành hôm 24 tháng 6, khẳng định không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bình luận công khai đầu tiên về vụ việc, khẳng định nước này và các đồng minh không tham gia vào kế hoạch của Wagner. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, lập trường đã được gửi tới Nga thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau. Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp, tốt đẹp với Nga trong suốt những ngày cuối tuần. Chúng tôi kỳ vọng rằng điều đó sẽ có thể tiếp tục trong tương lai. Chúng tôi cũng đã nói rõ với tất cả các đồng minh và đối tác của mình rằng Mỹ không liên quan và sẽ không tham gia vào những sự kiện này. Chúng tôi coi đây là vấn đề nội bộ của Nga. Đến thời điểm này, cuộc sống ở Nga đã trở lại bình thường. Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, tình hình trong nước đã ổn định, không còn mối đe dọa nào đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản và các lợi ích của người dân. Chế độ an ninh chống xung đột tại thủ đô và vùng ngoại ô Moscow cũng như tất cả các hạn chế đều đã được dỡ bỏ. Mới đây, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm tới tập đoàn tư nhân Wagner của Nga và người đứng đầu tập đoàn ông Yevgeny Prigozhin. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch đổi vàng lấy tiền nhằm cung cấp tài chính cho tập đoàn quân sự Wagner ở châu Phi và Trung Đông. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới được công bố nhắm tới một mạng lưới các công ty khai thác và bán vàng, khoáng chất và các loại đá quý từ các nước châu Phi nơi tập đoàn Wagner đang hoạt động. Các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự của tập đoàn này ở Ukraine và châu Phi. Qua đó, làm giàu cho thủ lĩnh của tập đoàn này là ông Yevgeny Prigozhin. Theo Thứ trưởng phụ trách nổi loạn và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson, tập đoàn Wagner cung cấp tài chính cho các hoạt động của mình một phần bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các nước như Cộng hòa Trung Phi và Mali. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm tới các nguồn thu của Wagner nhằm ngăn cản các hoạt động mở rộng và bạo lực của tập đoàn này ở châu Phi, Ukraine và các nơi khác trên thế giới. Chính quyền Tổng thống Biden hồi tháng 1 đã coi Wagner là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và tìm cách chặn các nguồn tài chính của tập đoàn này thông qua các biện pháp trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ tháng trước đã trừng phạt người đứng đầu các hoạt động của Wagner ở Mali do tìm cách vận chuyển vũ khí qua Mali để sử dụng ở Ukraine.
Quốc hội Mỹ cũng muốn liệt Wagner vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ không ủng hộ vì cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của Mỹ với lãnh đạo các nước châu Phi có hợp tác với Wagner. Theo tờ Wall Street Journal, mới đây cho biết, diễn biến ở Nga liên quan đến vụ nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner là lời nhắc nhở về một mối lo ngại từ lâu ở Mỹ về việc chỉ huy và kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Nga. Sau vụ việc, các quan chức Mỹ cho biết họ không phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào hoặc thay đổi mức độ cảnh báo với lực lượng hạt nhân của Nga. Nhưng cuộc nổi loạn của Wagner đã làm sống lại những lo ngại đã tồn tại hàng chục năm về việc ai cuối cùng có thể kiểm soát lực lượng hạt nhân của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với kênh truyền hình CNN ngày 25 tháng 6, bất cứ khi nào bạn thấy một quốc gia lớn như Nga có dấu hiệu bất ổn, đó là điều đáng lo ngại. Khi nói đến vũ khí hạt nhân của họ, chúng tôi không thấy họ thay đổi quan điểm và chúng tôi cũng không thay đổi lập trường của chính mình. Nhưng đó là điều chúng tôi đang xem xét rất cẩn thận sau diễn biến mới nhất. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, phương Tây coi một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng của Moscow là mối nguy hiểm chính. Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng đó rằng Moscow đang đặt lực lượng hạt nhân của mình vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu đặc biệt đã làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để giành chiến thắng trước Ukraine. Theo tình báo Mỹ, khi cuộc xung đột ở Ukraine diễn ra, Nga đã không có hành động lớn nào để sẵn sàng sử dụng lực lượng hạt nhân của mình, không triển khai thêm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra biển, cũng như triển khai tên lửa di động trên đất liền, dẫn đến mức độ cảnh báo được tăng cường trước một cuộc tấn công có thể xảy ra. Nhưng vụ nổi loạn của nhóm Wagner vào cuối tuần qua đã khiến mối lo ngại của Washington về khả năng gián đoạn kiểm soát của nhà lãnh đạo Nga Putin đối với kho vũ khí hạt nhân trở nên rõ ràng hơn. Nga có gần 4.500 vũ khí trong kho dự trữ hạt nhân được triển khai và lưu trữ trên khắp cả nước vốn rất rộng lớn. Ngay cả rủi ro nhỏ về việc mất quyền chỉ huy và kiểm soát những vũ khí này cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn nếu một số vũ khí rơi vào tay kẻ xấu ở cả trong hoặc ngoài nước. Matthew Boone, giáo sư Đại học Harvard, người đã tư vấn cho Nhà Trắng về cách bảo đảm an toàn cho các vật liệu hạt nhân trên toàn thế giới dưới thời chính quyền Clinton cho biết, theo như những gì được biết đến rộng rãi, sự kiện này không làm thay đổi tình trạng an ninh vũ khí hạt nhân của Nga. Nhưng Wagner đã thu giữ được một số loạt vũ khí hạt nhân. Liệu điều đó có cho họ đòn bẩy mặc cả để đàm phán một thỏa thuận khác không? Giáo sư Boone nói thêm, chiến tranh và các cuộc cách mạng trong thế kỷ qua ở các quốc gia hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có thực sự cho rằng những nước đó có thể quản lý vũ khí hạt nhân một cách an toàn trong tương lai vốn không xác định hay không? Nga đã không bình luận về tình trạng vũ khí hạt nhân của mình trong sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25 tháng 6 chỉ bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Moscow bị cáo buộc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc tấn công ở Ukraine. Các quan chức Mỹ nói rằng Washington không có ý định can dự vào vấn đề nội bộ của Nga để tránh bị Điện Kremlin cáo buộc vụ việc có âm mưu từ nước ngoài. Nhưng trong khi Mỹ và đồng minh đang đối đầu với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, các quan chức phương Tây không ai muốn chứng kiến sự đổ vỡ trật tự có thể gây nguy hiểm cho an ninh của các loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới này. Theo nhà nghiên cứu Hans Christensen thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, khi tiến về Moscow, các lực lượng Wagner đã đi qua hai địa điểm từng được sử dụng để cất giữ vũ khí hạt nhân, Voronezh 45 và Tula 50, và lưu ý rằng không biết liệu vũ khí hạt nhân hiện có được cất giữ tại các địa điểm đó hay không. Ông Christensen nêu rõ sự kiện cuối tuần qua gợi lại nỗi sợ hãi của Mỹ kéo dài 3 thập kỷ về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân sau sự tan rã của Liên Xô. Khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991, Nga có gần 30.000 vũ khí được triển khai và cất giữ trong kho dự trữ hạt nhân, gấp hơn 6 lần so với hiện nay. Biến động đó đã thúc đẩy Washington đưa ra một chương trình được gọi là Đạo luật giảm thiểu đe dọa hạt nhân năm 1991, giúp Nga và các quốc gia khác tuyên bố độc lập sau sự tan rã của Liên Xô, cũng bảo vệ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt, hạt nhân hoặc các loại vũ khí khác có khả năng dễ bị ảnh hưởng của họ để chúng không bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 6, phát biểu tại buổi lễ trao huân chương nhà nước cho các binh sĩ đã nỗ lực ngăn chặn cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi binh sĩ và nhân viên an ninh nước này trong việc ngăn chặn binh biến tuần trước của tập đoàn Wagner. Ông nói, quân đội và các sĩ quan từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã ngăn chặn cuộc xung đột vũ trang nội bộ lớn ở nước này. Tổng thống Putin nói, trên thực tế các bạn đã ngăn chặn một cuộc nội chiến, đã có những hành động chính xác và gắn kết.
Ông Putin cho rằng chính sự phản ứng của người dân Nga đã góp phần giúp cho các hệ thống phòng thủ nước này hoạt động. Ông lưu ý rằng không có đơn vị nào bị rút khỏi tiền tuyến trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin cũng kêu gọi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các phi công quân sự đã bị lực lượng Wagner giết chết trong cuộc nổi loạn. Ông Putin cho biết các sĩ quan đã chết trong danh dự khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Hôm 23 tháng 6, trùm Wagner Yevgeny Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không kích nhắm vào doanh trại của lực lượng này khiến nhiều người chết. Sau đó, lực lượng Wagner tiến vào tỉnh Rostov, kiểm soát trụ sở quân khu miền Nam ở thủ phủ Rostov-on-Don. Lực lượng này cũng tiến tới thành phố Voronezh và Lipetsk, cách Moscow 200 km. Tối ngày 24 tháng 6, lực lượng Wagner nhanh chóng rút khỏi Rostov-on-Don và Voronezh, quay về doanh trại để tránh đổ máu sau sự trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus. Nga đã đàm phán với chủ Wagner thương lượng một thỏa thuận để hạ nhiệt căng thẳng. Sau đó, Điện Kremlin thông báo trùm Yevgeny Prigozhin sẽ tới Belarus và không truy tố ông cùng các thành viên Wagner nổi loạn. Hôm 27 tháng 6, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo hủy điều tra vụ án hình sự liên quan vụ nổi loạn của Wagner do những người tham gia đã chấm dứt hành động trực tiếp phạm tội. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tập đoàn Wagner đang chuẩn bị bàn giao các khí tài hạng nặng cho cơ quan này. Tại cuộc gặp với các quân nhân tại Điện Kremlin ngày 27 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tập đoàn Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước Nga. Ông Putin cho rằng người đứng đầu tập đoàn Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã kiếm được hàng tỷ rúp từ hợp đồng chính phủ khi sử dụng tiền nhà nước để trả lương cho chiến binh. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp, tương đương 1,04 tỷ đô la Mỹ, để trả lương và các khoản ưu đãi cho các chiến binh Wagner. Trong khi đó, người sáng lập Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm Concord, đã kiếm được hàng tỷ rúp từ các hợp đồng nhà nước. Khi việc duy trì tập đoàn Wagner đặt lên vai nhà nước, chủ sở hữu Concord đã nhận được 80 tỷ rúp, tương đương 960 triệu đô la Mỹ từ nhà nước trong một năm bằng cách cung cấp thực phẩm cho quân đội. Tôi hy vọng không ai đánh cắp bất cứ thứ gì trong khi thực hiện các hợp đồng này, Tổng thống Putin nói, đồng thời nhấn mạnh chính quyền chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo công ty quân sự tư nhân Wagner chuẩn bị bàn giao vũ khí hạng nặng cho các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia. Tập đoàn Wagner hiện có nhiều vũ khí giống như quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Một số vũ khí trong số này đã được Wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vào cuối tuần trước. Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, nhóm đối lập ở Belarus đã chuẩn bị tổ chức một cuộc đảo chính vũ trang trong bối cảnh công ty quân sự tư nhân Wagner ở Nga nổi dậy, nhưng kế hoạch đã bị ngăn cản. Belarus luôn đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu, trong khi cuộc điều tra về binh biến Wagner ở Nga đi đến giai đoạn kết thúc. Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 27 tháng 6 cho biết các đối thủ của ông bắt đầu hoạt động sôi nổi khi Wagner phát động binh biến ở quốc gia láng giềng, nhưng đó là một khởi đầu sai lầm. Tổng thống Belarus cho rằng phe đối lập đang cố gắng có được ít nhất một số kết quả cho người phụ trách ở nước ngoài. Khi các sự kiện ở Nga đang diễn ra, tôi đã ra lệnh cho tất cả quân đội bước vào tình trạng báo động chiến đấu cao nhất, ông Lukashenko nói thêm. Cảnh sát và lực lượng đặc biệt Belarus cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cùng ngày 27 tháng 6, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết cơ quan này đã kết thúc cuộc điều tra đối với vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner do các hoạt động cấu thành tội đã chấm dứt. Thông báo của FSB nêu rõ, trong quá trình điều tra vụ án hình sự do Cơ quan An ninh Liên bang Nga khởi xướng ngày 23 tháng 6 năm 2023 theo Điều 279 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga về tội nổi loạn có vũ trang, chúng tôi xác định những thành viên Wagner tham gia nổi loạn đã ngừng các hành động phạm tội, cân nhắc điều này và các tình tiết khác liên quan đến cuộc điều tra. FSB quyết định kết thúc vụ án hình sự đối với Wagner. Theo TASS, thông báo trên được văn phòng báo chí FSB đưa ra chỉ một ngày sau khi có thông tin cơ quan an ninh Nga vẫn tiếp tục điều tra ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner về tội tổ chức cuộc binh biến vũ trang. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko thăm Trung Quốc một ngày sau khi lực lượng Wagner do Yevgeny Prigozhin dẫn đầu hủy bỏ cuộc tiến công nổi loạn vào thủ đô Moscow và đồng ý chuyển đến Belarus. Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của giới lãnh đạo Nga nhằm ổn định tình hình trong nước liên quan đến vụ nổi loạn của Wagner.
Trong cuộc gặp với ông Andrei Rudenko tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Nga nhằm duy trì ổn định quốc gia sau cuộc nổi loạn của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner hôm 24 tháng 6. Ông gọi đây là thách thức ngắn nhưng chưa từng có dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời tái khẳng định mối quan tâm của họ trong việc củng cố sự thống nhất và thịnh vượng hơn nữa của nước Nga. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã thảo luận về quan hệ Trung Quốc-Nga cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Bộ trên sau đó đã mô tả cuộc nổi dậy của Wagner là công việc nội bộ của Nga. Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh chính thức, tuy nhiên Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi nhau là những người bạn thân thiết. Hai nước đã tuyên bố về mối quan hệ đối tác không giới hạn tại một cuộc gặp ở Bắc Kinh vài tuần trước khi Nga tiến hành cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hôm 27 tháng 6, Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 8 về chủ đề Nga và Trung Quốc hợp tác trong kỷ nguyên mới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục mở rộng mặc cho nỗ lực can thiệp từ các nước bên ngoài. Phát biểu tại hội thảo qua video, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, sự tương tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục mở rộng bất chấp nỗ lực can thiệp của một số quốc gia. Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm 2022, thương mại Nga-Trung Quốc tăng 29,3% lên mức kỷ lục 190,271 tỷ đô la Mỹ. Hội thảo Nga và Trung Quốc hợp tác trong kỷ nguyên mới, luân phiên tổ chức thường niên kể từ năm 2015 tại Moscow và Bắc Kinh. Năm nay, sự kiện diễn ra tại Bắc Kinh. Hội thảo này là diễn đàn hàng đầu của các chuyên gia Nga và Trung Quốc để đánh giá các vấn đề thời sự quốc tế cũng như quan hệ hợp tác song phương. Hồi tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định hai nước có nhiều mục tiêu phát triển chung và có thể hợp tác trên cơ sở này để hiện thực hóa các mục tiêu. Ông Tập Cận Bình cho rằng sự phối hợp trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga góp phần đảm bảo công bằng quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung của hai nước. Thưa quý vị, theo trang tin quân sự Avia Pro của Nga, mới đây đăng tải một đoạn video quay lại cảnh một cuộc giao tranh bất ngờ của xe tăng T-80 BVM Nga và xe bọc thép của Ukraine đã nổ ra ở hướng Yudnodonets tại làng Makarovka. Trên đoạn video có thể thấy, ngay khi chiếc xe tăng Nga đi ra từ ngã rẽ, đã lập tức khai hỏa vào xe bọc thép của Ukraine. Trên thực tế, điều này đã khiến đối phương bị bất ngờ và quân đội Nga đã không cho xe bọc thép Ukraine kịp phản ứng mà tiếp tục tấn công. T-80 BVM được trang bị pháo 125mm kết hợp với hệ thống phóng tên lửa Reflex, thay thế cho hệ thống Cobra trên phiên bản trước. Tổ hợp khí tài Reflex có phạm vi phóng tên lửa mở rộng, được điều chỉnh để có thể phóng những tên lửa hiện đại hiện nay và trong tương lai. Cùng với chiều dài 9,5m, rộng 3,38m, cao 2,22m và trọng tải 46 tấn, xe tăng T-80 BVM là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 BV. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, với gói trang bị mới, T-80 BVM trở nên rất mạnh mẽ và có độ tin cậy hơn trước rất nhiều. Về giáp chính phía trước, T-80 BVM ngoài giáp đúc nguyên bản của xe có độ dày tương đương từ 450 đến 530mm thép đồng nhất, khi lắp thêm giáp phản ứng nổ RA Relic thế hệ 5 cho xe lớp giáp tương đương 900 đến 1100mm thép đồng nhất RHA. Về khả năng phòng thủ, xe tăng T-80 BVM được lắp các giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relic cùng các súng máy Kork và PKT để chống lại tên lửa và bộ binh của đối phương. T-80 BVM có thể chạy với vận tốc lên tới 80 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 500 km. Thông thường, xe sẽ do một kíp lái gồm 3 người vận hành. Khả năng tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của T-80 BVM được đánh giá là rất cần thiết với quân đội Nga, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông lạnh giá tại Ukraine. Trong thời gian qua, lực lượng tăng thiết giáp Nga đã gặp rất nhiều tổn thất tại chiến trường Ukraine bởi những vũ khí chống tăng hiện đại do Mỹ và phương Tây viện trợ cho Kiev. Vì vậy, việc triển khai xe tăng T-80 BVM sẽ là sự bổ sung kịp thời và đóng vai trò cần thiết đối với lực lượng tăng thiết giáp của Nga tại Ukraine. Kể từ khi Ukraine mở chiến dịch phản công hồi đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã loại bỏ nhiều xe bọc thép và xe tăng của Kiev, kể cả những phương tiện do phương Tây cung cấp.
Theo tờ New York Times của Mỹ đưa tin, chiến dịch phản công đã khiến Ukraine tổn thất lên tới 15% số xe chiến đấu bọc thép Bradley do Washington viện trợ. Cụ thể, tờ New York Times hôm 26 tháng 6 trích dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh tiết lộ nhiều chiếc Bradley của Washington chuyển giao cho Kiev đã bị hư hại hoặc phá hủy. Cũng theo báo Mỹ, các trực thăng tấn công K-52 của Nga tạo nên mối đe dọa khác vì có thể tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài phạm vi phòng không của Ukraine. Do đó, nỗ lực phản kích của Kiev đã bị đình trệ ở một số khu vực, buộc quân đội Ukraine phải đánh giá lại chiến thuật của họ. Tờ báo giải thích, điều đặc biệt nguy hiểm đối với việc tiến công của binh lính Ukraine là các bãi mìn của Nga. Địa hình bằng phẳng rộng mở ở đông nam Ukraine đang khiến cho cuộc phản kích trở nên khó khăn vì binh lính Kiev thực sự không có nơi nào để ẩn nấp. New York Times cho biết thêm, các lực lượng Kiev cho đến nay mới vượt qua chưa đầy một nửa khoảng cách tới tuyến phòng thủ chính của quân đội Nga. Trong khi những người ủng hộ Ukraine ở Mỹ công khai kêu gọi sự kiên nhẫn, một quan chức ẩn danh thừa nhận với phóng viên rằng chiến dịch phản công của Kiev đang chậm tiến độ. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên nhấn mạnh, với hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga, tốc độ tiến công chậm chạp của quân đội Ukraine là điều có thể đoán trước. Họ tin vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn được công bố gần đây cho biết Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine, một phần do lo ngại rằng một số vũ khí có thể rơi vào tay kẻ xấu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Israel hỗ trợ một số loại vũ khí cho Kiev, nhưng đều bị phía Israel từ chối. Cụ thể, khi được yêu cầu bình luận về chính sách của chính phủ liên quan đến việc hỗ trợ Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, ông Netanyahu lập luận rằng Israel đang ở trong một tình thế đặc biệt so với các nước phương Tây đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết nước này lo ngại về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vì chúng có thể rơi vào tay Nga và sau đó là Iran. Theo ông Netanyahu, Israel có giới tuyến quân sự gần với Nga. Các phi công của Israel đang bay ngay bên cạnh các phi công Nga trên bầu trời Syria. Và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi phải duy trì quyền tự do hành động của mình trước những nỗ lực của Iran nhằm triển khai lực lượng ở biên giới phía Bắc của chúng tôi. Ông Netanyahu cũng gọi cách tiếp cận của Israel trong việc giúp Ukraine là cân bằng và tin rằng điều đó là đúng. Theo ông, các lãnh đạo quốc gia phương Tây hiểu rằng Israel đang ở trong một tình thế khác với bất kỳ quốc gia nào trong số họ. Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Israel đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev, nhưng chính phủ Israel đã bị các đồng minh phương Tây chỉ trích nặng nề vì từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Hồi tháng 2 năm nay, tờ thời báo Israel Times of Israel đưa tin rằng Thủ tướng Netanyahu trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp cho biết ông sẵn sàng gửi trang thiết bị quân sự cho Ukraine nhưng chưa sẵn sàng đi quá xa để tránh thách thức Nga. Không giống như nhiều nước phương Tây, Israel không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu hơn một năm trước. Tuy nhiên, họ đã gửi viện trợ nhân đạo và hệ thống cảnh báo sớm tới Kiev. Các báo cáo phương tiện truyền thông cũng chỉ ra rằng Israel đã phê duyệt một số giấy phép cho phép các hệ thống tác chiến điện tử có khả năng gây nhiễu máy bay không người lái được xuất khẩu sang Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo hàng ngày rằng lực lượng đổ bộ đường không Ukraine đã có những bước tiến nhỏ về phía đông từ làng Krasnohorivka gần thành phố Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm, các chiến binh của chúng tôi đã tiến lên ở mọi hướng và hôm nay là một ngày hạnh phúc. Tôi ước rằng các binh sĩ có nhiều ngày như thế này. Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra sau chuyến thăm tới khu vực tiền tuyến ở Donetsk. Tổng thống cho biết ông đã trao huân chương cho hai chiến binh và một số quy định tác chiến đã được đưa ra khi ông gặp các tướng lĩnh Ukraine. Quân đội Ukraine cũng được cho là đã thiết lập một cứ điểm gần cầu Antonovsky ở tả ngạn sông Dnieper và giành lại làng Rybnopil. Lực lượng vũ trang Ukraine sáng ngày 27 tháng 6 cho biết họ đã bắn hạ hai tên lửa hành trình Kalib và 7 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công đêm hôm trước. Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đang đóng quân gần với nơi đóng quân của các binh sĩ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở thành phố Rostov-on-Don. Bất chấp những tin đồn xung quanh ông chủ của tập đoàn Wagner gây binh biến, thì người phát ngôn của Nga cho biết Nga luôn trân trọng những chiến tích mà họ đóng góp. Phó tư lệnh quân đoàn 2 kiêm tư lệnh lực lượng Akhmat,
ông Arti Alodinov nói với kênh truyền hình Russia 1. Một số đội của chúng tôi đã đóng quân cách các chiến binh Wagner 500-700 m. Trên thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị cho bất kỳ kết quả nào. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo các binh sĩ Akhmat không nên tham gia giao tranh. Tập đoàn Wagner đã tiến hành một cuộc binh biến ở Nga đêm ngày 23 tháng 6, tuyên bố giành quyền kiểm soát trụ sở quân khu phía Nam ở thành phố Rostov-on-Don và cảnh báo sẽ di chuyển đến Moscow. Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga lập tức được điều đến Rostov-on-Don để kiểm soát tình hình. Binh biến đã nhanh chóng chấm dứt vào đêm ngày 24 tháng 6 sau cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Trong đó, lãnh đạo Wagner đồng ý rút quân trở lại các doanh trại. Các chiến binh Wagner từ chối tham gia cuộc binh biến và toàn bộ các đơn vị không tham gia sẽ được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Trong bài phát biểu ngày 26 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner. Bạn có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật khác hoặc trở về với gia đình và bạn bè của mình. Bất cứ ai muốn đều có thể đến Belarus. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo ông Prigozhin sẽ rời Nga để đến Belarus. Ông Peskov nói thêm rằng các chiến binh của Wagner sẽ được đảm bảo an toàn vì đã góp sức trên tuyến đầu của cuộc xung đột Ukraine. Người phát ngôn giải thích rằng Nga luôn trân trọng các thành tích của họ. Ông nói thêm, phần lớn các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, đã cống hiến cho người dân và đất nước của họ. Họ đã chứng minh điều này bằng lòng dũng cảm trên chiến trường. Tổng thống Nga cảm ơn những người lính và chỉ huy Wagner đã dừng lại ở tuyến cuối và không để xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn. Ông nói thêm rằng lời hứa mà Điện Kremlin đã đưa ra trong các cuộc đàm phán để giải quyết khủng hoảng sẽ được giữ nguyên. Thụy Điển chuyển giao xe tăng CV-90 cho Ukraine nhằm giúp cho phía quân đội Ukraine tăng cường chiến đấu ở chiến trường theo hướng Bakhmut. Trang Clutch Report ngày 26 tháng 6 đăng tải một số bức ảnh cho thấy quân đội Ukraine đang triển khai xe chiến đấu bộ binh CV-90 ở khu vực Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Theo giới phân tích quân sự, những chiếc xe này rất có thể thuộc lô 51 phương tiện chiến đấu bộ binh mà chính phủ Thụy Điển đã phân bổ cho Ukraine vào tháng 2 năm 2023. CV-90 là dòng xe chiến đấu bộ binh của Thụy Điển do BAE Systems phát triển và sản xuất từ những năm 1980. Đến năm 1993, chúng bắt đầu được đưa vào phục vụ trong quân đội Thụy Điển. Phương tiện được thiết kế với lớp giáp thép kết hợp với các mảnh composite cùng giáp phản ứng nổ, giúp xe có khả năng chống lại các loại mìn chống tăng, thiết bị nổ tự chế, đạn xuyên giáp, súng chống tăng RPG. Trong đó, phía trước xe được bọc thép hoàn toàn, cung cấp khả năng bảo vệ kíp chiến đấu trước sự tấn công của đạn 30mm. Vũ khí được trang bị cho CV-90 bao gồm pháo chính Bofors cỡ nòng 40mm hoặc pháo Burmester cỡ nòng 30mm hay 35mm. Được biết, súng tự động có thể tấn công bộ binh, xe bọc thép và các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 4km. Được trang bị động cơ diesel Scania DS14 công suất 550 mã lực, CV-90 có thể di chuyển với vận tốc 70km/h, phạm vi hoạt động 300km. CV-90 còn có thể được lắp đặt thêm một súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và súng phóng lựu cỡ nòng 40mm. CV-90 được vận hành bởi tổ lái 3 người, gồm lái xe, chỉ huy và xạ thủ. Phần phía sau của thân xe có thể chở theo tối đa 8 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tiêu điểm quốc tế trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!